Hiện tại như đến giờ phút này ấy, thì của anh cũng thay đổi nhiều rồi. Đấy, từ ngày bắt đầu bước chân vào khóa học của cô Hường này, gần như là kể cả từ tính nết phải mở hơn này, nói nhiều hơn. Đấy, là bắt đầu là gần như là anh cảm thấy là bản thân của anh là gần như là nó không như ngày xưa nữa. Tính nết nó không có, ngày xưa người ta vẫn gọi anh bố là một ông cụ già. Đấy, cực kỳ khó tính, nhưng mà đúng từ ngày học của cô Hường là đúng là gần như là một ngày cười rất nhiều. Và tư duy thì gần như là nói chung thì bây giờ cũng là hơn so với ngày xưa một tí, nó cởi mở hơn đấy. Em cảm thấy thần thánh không? Vậy là vậy bữa nay anh thức phải đổi thành hoàng thức 21 anh Không, anh đặt là gọi là hoàng thức 20 rồi, 2020 rồi. Không, phải đổi thành 21 của anh. Nhưng mà mình không đang đạt, ôn nó bài không đạt được em ạ. mình đang ôn bài mà. Thật ra đôi khi mình cứ lo lắng nhiều thứ quá là mình làm không được. Mọi người có nghe câu chuyện chuyện con chích không? Con chích đấy nó có tới rất là nhiều cái chân á, trời chân quá trời chân. Cái một ngày cái con bộ hung nó hỏi con chích: ủa sao mày điều khiển được nhiều chân vậy? Vì nhiều chân vậy sao mày điều khiển được? Vậy xong rồi con chích á nó mới kiểu ha, sao tôi điều khiển được ta? Sau lúc đó anh đi bắt đầu anh thử điều khiển, sao có điều khiển không được nữa, tự nhiên bắt đầu chân rồi đi lộn xộn đi lên té xuống. Tức là lúc đó anh bắt đầu tập trung vào những cái chân của anh ấy, anh tập trung anh té lên té xuống. Anh té xong cái anh không thể điều khiển được chân, cho đến một lúc con gà nhảy ra nó dí con chích. Anh chạy một cái thớt cái mắt dép luôn. Tức là lúc đó là anh tự động điều khiển được, anh tự động là nhắm phía trước mà chạy, không tập trung vào những cái chân nữa, nhắm phía trước mà chạy, thế là anh chạy được. Nên là thôi, khi có những lúc mà mình đừng có suy nghĩ nhiều quá, cứ vậy mà phản rồi tất cả mọi thứ sẽ ok thôi. Cứ tập trung vào những cái chân thôi, không bao giờ làm được. Thế thôi, chúc bạn nhà ngủ ngon, hẹn gặp lại tương tư. Bye bye. Chúc bạn nhà ngủ ngon.